Xin chào các bạn, hàng triệu con ngỗng Canada xâm lấn đã lan rộng khắp các khu vực ở Hoa Kỳ, gây ô nhiễm môi trường, cạnh tranh môi trường sống với một số loài vật bản địa và ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ sinh thái của nhiều bang, gây thiệt hại hàng triệu đô la mỗi năm cho Hoa Kỳ. Vậy chính phủ và người dân đã sử dụng giải pháp nào để đối phó với 7 triệu con ngỗng xâm lấn này? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Hãy cùng Hoan khám phá, bắt đầu chuyến vô lưu kỳ thú ngay bây giờ! Ngỗng Canada là loài sống di cư theo mùa. Chúng di chuyển từ nơi sinh sản ở Bắc Mỹ đến nơi trú đông ở phía Nam vào mùa thu và quay trở lại vào mùa xuân. Chúng thường di cư thành từng đàn lớn, có thể lên đến hàng nghìn con mỗi đàn. Khi di chuyển, quãng đường chúng vượt qua có thể lên đến vài trăm dặm. Ngược lại, ngỗng xám là loài cư trú nhưng có thể di chuyển trong phạm vi sinh sống. Nếu gặp điều kiện thời tiết khắc nghiệt, ngỗng xám cũng có thể chuyển đến những khu vực có điều kiện sống thuận lợi hơn. Chúng thường tụ tập ở các khu vực đồng cỏ và đầm lầy, nơi có nguồn thức ăn dồi dào và điều kiện sống thuận lợi. Chúng ăn cỏ và lá cây làm giảm khả năng tái sinh của cây cỏ, đặc biệt là ảnh hưởng nghiêm trọng đến cây non và cây trưởng thành. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến đa dạng sinh học mà còn giảm khả năng phục hồi tự nhiên của môi trường. Tác động tiêu cực của ngỗng xâm lấn còn lan rộng đến động vật bản địa khi chúng cạnh tranh quyết liệt nguồn thức ăn và nơi trú ẩn. Điều này dẫn đến suy giảm số lượng động vật bản địa, tạo ra hàng loạt biến động trong cấu trúc sinh thái. Quần thể của chúng tăng lên hàng triệu con mỗi năm, buộc chính phủ phải áp dụng các biện pháp săn bắn để kiểm soát chúng. Khi bước vào mùa đi săn, việc hiểu biết về đặc điểm và thói quen sinh hoạt của ngỗng Canada là chìa khóa để thành công. Ngỗng Canada thường di chuyển thành đàn lớn, vì vậy việc quan sát và xác định hướng di chuyển của chúng sẽ giúp thợ săn lựa chọn được vị trí tốt nhất để đặt bẫy. Bên cạnh việc sử dụng ngỗng giả làm mồi dụ, việc phát ra tiếng gọi ngỗng là một kỹ thuật quan trọng giúp thu hút ngỗng thật đến gần. Các thợ săn thường sử dụng còi ngỗng để tạo ra các âm thanh giả mạo, từ tiếng gọi đơn giản đến tiếng gọi báo động. Mỗi loại âm thanh đều có mục đích cụ thể trong việc thu hút ngỗng. Trong quá trình săn, việc giữ an toàn cho bản thân và trang thiết bị ngụy trang kỹ lưỡng là điều cần thiết. Một bụi rậm, một đống cỏ hay một lều ngụy trang tốt có thể là điểm ẩn nấp lý tưởng giúp thợ săn tránh được sự phát hiện của ngỗng. Đồng thời, việc chọn lựa đạn săn phù hợp, thường là loại đạn không chứa chì để bảo vệ môi trường, cũng góp phần vào sự thành công và bền vững của cuộc đi săn. Điều quan trọng là chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ, thiết bị săn và kỹ năng cần thiết. Ống nhòm giúp thợ săn quan sát từ xa, trong khi ngụy trang được sử dụng để che giấu vị trí của thợ săn khỏi tầm nhìn của ngỗng. Kỹ năng săn bắn là yếu tố quyết định giữa thành công và thất bại. Khả năng ngắm bắn chính xác là quan trọng, đặc biệt là ở khoảng cách xa. Dự đoán hướng bay của ngỗng và kỹ năng xử lý các tình huống bất ngờ khác cũng rất quan trọng. Sau khi săn bắn, việc thu hoạch xác ngỗng ngay lập tức là cần thiết để đảm bảo chất lượng thịt và tránh lãng phí. Dù một ngày săn ngỗng có thu hoạch tốt hay không, quá trình thu hoạch ngỗng là rất quan trọng. Tất cả ngỗng săn được sẽ được phân chia vào các khu vực khác nhau bởi các thợ săn. Chỉ một lần thu hoạch được 1/3 đàn ngỗng là kết quả rất tốt khi chọn đúng khu vực săn để đảm bảo sự bền vững của hoạt động săn bắn.
We'll take them here. Take them. Điều quan trọng nhất khi săn bắn là việc tuân thủ nguyên tắc săn bắn đạo đức, như không săn bắn quá mức quy định, luôn đảm bảo an toàn cho bản thân và người khác và luôn tôn trọng cuộc sống hoang dã là điều mỗi thợ săn cần ghi nhớ. Săn bắn không chỉ là hoạt động giải trí mà còn là cơ hội để học hỏi và gắn bó với thiên nhiên, qua đó phản ánh sự tôn trọng và yêu quý đối với môi trường tự nhiên xung quanh chúng ta. Săn ngỗng trong đầm lầy là hoạt động phổ biến ở Hoa Kỳ, đặc biệt là ở các bang miền Trung Tây và miền Đông Bắc. Ngỗng Canada là loại ngỗng được săn nhiều nhất trên các đầm lầy. Quy trình săn ngỗng trong đầm lầy khá giống với săn ngỗng trên cạn, tuy nhiên cần chọn mô hình ngỗng có thể nổi trên nước hoặc được cố định với cành cây. Đặt mô hình thu hút này đòi hỏi phải xác định thời gian khi trời vẫn còn tối. Đặt mô hình ngỗng giả trên dãy rộng có thể thu hút nhiều ngỗng hơn. Tuy nhiên, trong khu vực đầm lầy, thợ săn chỉ có thể ẩn nấp trong khu vực có cây lớn hoặc trên thuyền để chờ đợi ngỗng. Thợ săn cần kiên nhẫn chờ đợi ngỗng đến. Ngỗng thường di cư đến đầm lầy vào buổi sáng sớm hoặc chiều muộn. Thợ săn cần bắn trúng ngỗng ở vị trí quan trọng để ngỗng bất tỉnh ngay lập tức và rơi xuống. Sau khi ngỗng rơi, có thể thu hoạch ngỗng sao cho không ảnh hưởng đến chất lượng thịt ngỗng. Mùa săn ngỗng trong đầm lầy ở Hoa Kỳ thường bắt đầu vào tháng 10 và kéo dài đến tháng 3 năm sau. Từ khoảng tháng 10 đến tháng 12, ngỗng di cư đến đầm lầy để tránh mùa đông lạnh giá, và từ tháng 1 đến tháng 3, chúng sẽ di cư trở lại phía Bắc để sinh sản. Do đó, để kiểm soát quần thể ngỗng một cách hiệu quả nhất, cần phải hiểu biết về hành vi của chúng. Săn bắn là giải pháp hiệu quả để kiểm soát quần thể ngỗng. Tuy nhiên, việc săn bắn chỉ có thể kiểm soát số lượng ngỗng đến một mức độ nhất định mà cần có các giải pháp quản lý khác. Số lượng ngỗng Canada ở Hoa Kỳ vẫn cần được quản lý nghiêm ngặt để đảm bảo là cân bằng hệ sinh thái. That's a giant goose. Chúng ta cùng nhau theo dõi phần tiếp theo của video nhé. Từ đầu thế kỷ 20, giống bò Brahman khổng lồ đã có mặt tại Hoa Kỳ và trở thành một phần quan trọng trong ngành chăn nuôi gia súc. Chúng thích ứng tốt với các vùng khí hậu ấm áp và nhiệt đới như ở Florida, Texas và Louisiana. Hiện tại, chúng đang ở một trang trại hàng đầu tại Nam Florida. Tại đây, hầu hết các trang trại nuôi bò Brahman đều cho chúng ra đồng cỏ vào buổi sáng, nơi chúng được hưởng ánh sáng mặt trời và tự do ăn cỏ. Trong giai đoạn đầu đời, bò Brahman con thường được ở với mẹ và bú sữa mẹ cho đến khi chúng đủ 6 đến 9 tháng tuổi.
Quá trình này giúp chúng phát triển khỏe mạnh và đảm bảo rằng chúng nhận được sự chăm sóc tốt nhất từ bà mẹ. Để đảm bảo dinh dưỡng, chủ trang trại thường cung cấp cỏ và các loại hạt ngũ cốc cho bò Brahman giúp chúng duy trì sức khỏe tốt. Bò Brahman được biết đến với khả năng thích nghi và bản tính hiền lành cũng như khả năng sống hòa hợp với các loài khác. Chúng đóng vai trò quan trọng trong ngành chăn nuôi và góp phần cung cấp thịt bò chất lượng cao cho thị trường. Những con bò này được hỗ trợ bởi hệ thống kiểm soát tiên tiến, giúp chủ trang trại dễ dàng theo dõi và đảm bảo sức khỏe cho đàn bò. Sau khi kiểm tra sức khỏe, đàn bò sẽ được thả vào sân của trang trại, nơi chúng có thể thư giãn sau một ngày dài trên đồng cỏ. Khi màn đêm xuống, chúng sẽ trở lại nơi ở để nghỉ ngơi. Trước khi nghỉ ngơi, bò sẽ được cho ăn một bữa gồm hạt ngũ cốc, bột ngô và thức ăn ổ chua. Để đảm bảo chúng nhận đầy đủ dinh dưỡng, mỗi ngày một con bò trưởng thành sẽ tiêu thụ khoảng 2-3% trọng lượng thức ăn tương ứng với trọng lượng cơ thể của chúng. Trang trại cũng cung cấp nước sạch liên tục vì bò cần uống rất nhiều nước. Một số trang trại sử dụng phương pháp nấu hạt ngũ cốc với nước để cho bò ăn, giúp chúng dễ hấp thu chất dinh dưỡng hơn. Phương pháp này đã được nhiều chủ trang trại áp dụng và chứng minh là hiệu quả. Ngoài ra, phương pháp này cũng giúp kiểm soát lượng thức ăn hàng ngày cho từng con bò dễ dàng hơn. Thức ăn này phù hợp cho tất cả các loại bò, kể cả những con mới cai sữa. Mặc dù bò Brahman có sức đề kháng tự nhiên cao, điều này không đồng nghĩa với việc chúng miễn nhiễm hoàn toàn với bệnh tật. Người nông dân thường xuyên phải tắm rửa và tiêm phòng cho chúng nhằm phòng tránh các bệnh tật và can thiệp cứu chữa kịp thời. Dù có vẻ nhút nhát, nhưng bò Brahman lại vô cùng thông minh và có trí nhớ xuất sắc, làm chúng trở thành người bạn đáng tin cậy hoặc thách thức lớn cho người nông dân. Nếu chúng bị đối xử thô bạo một cách thường xuyên, phản ứng của chúng có thể trở nên vô cùng hung hãn. Các bạn có đoán được là sau khi trưởng thành, một con bò Brahman nặng bao nhiêu kg không ạ? Các con bò được trưởng thành có thể nặng từ 700 đến 800 kg, trong khi bò cái nặng từ 400 đến 500 kg, quả là một chóng bò khổng lồ phải không các bạn?
Các bạn thấy chủ đề video hôm nay như thế nào? Hãy để lại bình luận cho chúng tôi nhé! Không chỉ được nuôi để lấy thịt và sữa, giống bò này còn được đưa đi tham gia các lễ hội hoặc sử dụng trong các cuộc đấu giá. Chú bò Brahman này đã được đấu giá với giá lên tới 54.000 đô la Mỹ, thể hiện sự yêu thích đặc biệt từ phía người mua đối với giống bò này. Họ nói họ yêu thích giống bò này bởi hình dáng khổng lồ, tính cách hiền lành và thông minh. Khi đạt đến trọng lượng tiêu chuẩn, những con bò này sẽ được xuất khẩu sang các nước khác. Chúng sẽ được chuyển lên phương tiện vận chuyển chuyên dụng, với các khoang chứa được thiết kế để vận chuyển khoảng 100 con mỗi chuyến. Phương tiện này cũng được trang bị thêm thức ăn và nước uống cho bò để đảm bảo sức khỏe cho quãng đường dài đến sân bay. Sau khi đến sân bay, bò sẽ được chuyển vào các container chuyên dụng trên máy bay, đảm bảo chúng không thể thoát ra ngoài. Trước khi lên máy bay, bò sẽ được nghỉ ngơi, giúp chúng giữ tinh thần thoải mái và tránh các sự cố không mong muốn. Mỗi container được vận chuyển bằng hệ thống máy móc hiện đại và được xếp gọn gàng trong khoang máy bay. Khoang máy bay được thiết kế rộng rãi, đảm bảo không gian thoải mái cho bò. Hệ thống băng truyền tự động trong khoang máy bay giúp kiểm soát từng thùng bò riêng biệt. Các camera giám sát giúp theo dõi hành vi của bò, đảm bảo an toàn cho chúng trong suốt chuyến bay và khỏe mạnh khi đến vùng đất mới. Xuất khẩu bò đã đóng góp đáng kể vào nền kinh tế Mỹ. Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ, gọi tắt là USDA, năm 2020, Mỹ đã xuất khẩu khoảng 3,1 triệu tấn thịt bò và các sản phẩm gia súc khác với tổng giá trị lên tới khoảng 9,1 tỷ đô la Mỹ. Qua video này, các bạn đã có cái nhìn tổng quan về cách các trang trại nuôi và vận chuyển hàng nghìn con bò Brahman mỗi năm. Các bạn nghĩ sao về quy trình nuôi dưỡng và vận chuyển giống bò khổng lồ này? Hãy để lại ý kiến của mình để chúng ta cùng nhau thảo luận nhé! Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Video đến đây là kết thúc rồi. Hãy ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi nhé! Xin chào các bạn! Hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu với các bạn hai thành viên chủ chốt của kênh chúng tôi. Đầu tiên là chuyên gia edit video, anh ấy tên là Nam. Mỗi ngày, anh dành ra hơn 10 tiếng để tỉ mỉ chỉnh sửa tạo ra những video hay và hấp dẫn nhất để gửi đến các bạn. Nhờ sự tận tâm và chuyên nghiệp của anh, các video của kênh luôn có chất lượng cao và thu hút được lượng lớn người xem. Tiếp theo là biên tập nội dung, cô ấy tên là Hà. Cô ấy là người có niềm đam mê mãnh liệt với nông nghiệp và khám phá những điều mới lạ trên thế giới. Với kiến thức chuyên môn và khả năng viết content sáng tạo, cô ấy đã mang đến cho kênh những kịch bản rất thú vị về chủ đề nông nghiệp khám phá. Chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của các bạn trong thời gian tới. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.